Xin chào tất cả mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình là Bùi Thị Hiền. Mình là một huấn luyện viên yoga. Năm nay mình 36 tuổi. Mình đã có gia đình và có 4 đứa con. Mình gặp rất là nhiều vấn đề về sức khỏe. Mình rất là yếu, huyết áp thấp. Tệ hại nhất đó là về vóc dáng. Mình từ một người phụ nữ cao 1m56 mà nặng tận 60kg ạ. Người lúc đó mặc cái gì cũng xấu. Một cái tủ quần áo là không mặc được một cái gì nữa. Mà đi shopping là chỉ nghĩ đến, lúc nào cũng chỉ tìm những cái cửa hàng gọi là quần áo dành cho quý bà ấy ạ. Nhìn già hơn tuổi rất là nhiều. Và đấy là một cái nỗi đau của mình. Đấy là lý do tại sao mà mình tìm những cái phương pháp để mình giảm cân. Và mình đã áp dụng rất là nhiều những phương pháp, đó là ví dụ như là uống thuốc giảm cân, ăn kiêng rất là vất vả, nhìn cái gì cũng dám ăn luôn á, rất là khổ. Mình tìm đến tất cả những cái bộ môn về tập thể dục, ví dụ như là tập gym này, tập aerobic này, tập yoga này. Và sau quá trình mình ăn kiêng, mình tập thể dục, mình cũng có giảm được một số cân nặng, nhưng mà nó không tuyệt đối. Nhưng sau khi mình tập luyện yoga thì nó thay đổi sức khỏe mình khá là tốt. Và mình tất cả những triệu chứng về mệt mỏi mình cũng đã cải thiện rất là nhiều. Và chính vì cái cải thiện đó đã giúp mình hướng đến là một huấn luyện viên yoga. Nhưng cái phần cơ thể của mình thì vẫn thực sự là nó vẫn chưa được hoàn hảo lắm. Cho nên là đấy là khi mà mình đến lớp, có những học viên mà họ đã nói ra miệng là: ui, tại sao cô giáo tập giỏi thế, cô dẻo thế, cô tập nhiều thế, cô dạy nhiều thế mà tại sao cô vẫn béo? Và nhìn cô thì mất hết cả cảm hứng gọi là tập luyện để giảm cân. Đó là cái nỗi đau, đó là cái mà làm cho mình cần phải đi tìm một cái giải pháp tốt hơn, tối ưu hơn để mình thay đổi được cái vóc dáng của mình. Có một học viên đã chia sẻ cho mình đến một cái chương trình, đó là một chương trình khóa học về thay đổi chế độ dinh dưỡng, biết cách lựa chọn thức ăn, biết cách ăn làm sao cho đúng, ăn làm sao để cho mình khỏe hơn, mình phòng chống được những căn bệnh chuyển hóa. Và mình khi mà mình nghe được cái khóa học này, ôi, mình thấy đây là một cái phao, đây là một cái mà mình đã đi tìm bấy lâu nay. Đến đó mỗi một ngày mình được học một kiến thức, ví dụ như biết thế nào là calo, biết thế nào là uống nước đúng cách, biết thế nào là uống đủ, uống đúng, và rất là nhiều cái. Mình biết cách lựa chọn thức ăn hơn, ăn đúng, ăn đủ. Mỗi ngày mình lại thay đổi một chút, mỗi ngày là mình học được một chút giá trị về cái chương trình đó. Và sau 15 ngày mình áp dụng chương trình thì học viên bảo: ôi cô ơi, dạo này vai cô sao nhỏ thế? Mình cũng rất là mừng, trước kia vai mình rất là to ạ, rất là to. Và sau 20 ngày trải nghiệm, học viên lại bảo: ôi, dạo này eo cô sao lại đẹp thế, trước kia ngồi lúc nào nó cũng một ngấn, và bây giờ thì eo mình nhỏ hơn, đẹp hơn. Trước kia tôi giảm cân nhưng mà mệt mỏi và da tôi bị xấu, bị sạm đi, bị lám hơn. Đó là vì lý do là tôi bị mất nước nhiều hơn và cơ cũng mất đi, và cái mỡ của tôi nó không mất được một cách tuyệt đối. Nhưng sau khi tôi áp dụng có một tháng thôi ạ, thì nước của tôi được tăng lên và mỡ được giảm đi và cơ thì được tăng lên. Da tôi càng ngày càng sáng hơn, càng đẹp hơn. Học viên bảo: cô càng ngày da càng đẹp lên, cô có bí quyết gì đấy chỉ cho em với. Thì tôi cũng có chia sẻ với các bạn rất là vui là bí quyết của cô cực kỳ đơn giản, cực kỳ rẻ tiền. Đó là làm sao biết cách ăn đúng, uống đủ. Chúng ta có thể giữ được body đẹp hay không, sức khỏe tốt hay không, đó là 80% nhờ dinh dưỡng, 20% về vận động. Vận động không chiếm nhiều nhưng nó lại rất là tuyệt vời. Tại vì khi chúng ta ăn tốt bao nhiêu mà chúng ta không có vận động thì chúng ta sẽ không chuyển hóa được dinh dưỡng tốt, đúng không ạ? Thì không hấp thụ được dinh dưỡng tốt. Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta phụ thuộc vào bất cứ một cái sản phẩm nào hay bất cứ một cái chương trình giảm cân nào cả. Thì tại vì là khi mà chúng ta, nếu chúng ta phụ thuộc nó thì chúng ta sẽ phải rất là mệt mỏi. Với chương trình này, sau khi tôi tham gia, tôi vẫn được ăn rất là nhiều loại thức ăn đa dạng, phong phú, và tôi vẫn giảm được cân. Mình chia sẻ cho học viên của mình những cái gì mình học được thì mọi người cũng đã áp dụng và mọi người cũng đã thay đổi được sức khỏe. Mẹ mình năm nay 71 tuổi, bà đã đau khớp gối mấy năm nay rồi, và mẹ mình cao 1m52 nhưng lại nặng tận 60kg. Và đấy là lý do mẹ mình rất là mệt mỏi, vận động thì rất là khó khăn. Mình đã giúp mẹ mình trong 3 tháng giảm được 8kg. Thì gọi điện về hỏi mẹ giờ tình trạng sức khỏe mẹ giờ là thế nào rồi. Mẹ mình bảo mẹ dạo này rất khỏe và không còn đau khớp gối nữa. Đấy là điều mà mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất mà mình nhận được trong chương trình này. Không những giúp mẹ mình thay đổi sức khỏe, mình còn giúp chị gái mình tận 58kg và bây giờ còn có 50kg thôi. Và chị tự tin hơn, chị bảo một khách hàng đến: ôi sao lại em đẹp thế, làm cách nào đó. Tất cả đều là nhờ cái kiến thức khoa dinh dưỡng, biết cách ăn đúng, uống đủ, và mình cũng giúp các con của mình thay đổi về sức khỏe.
không phải là chương trình ăn kiêng. Đây là một cái chương trình giúp bạn biết cách lựa chọn thực phẩm và biết cách chế biến thực phẩm làm sao để chúng ta phòng chống được tất cả căn bệnh như là huyết áp, tiểu đường, tim mạch hay là béo phì, thừa cân hay thiếu dinh dưỡng, suy dinh dưỡng. Mình tham gia để mình giảm cân, thay đổi sức khỏe, thay đổi thói quen xấu trong gia đình mình. Tại vì là bạn là một người nội trợ, gia đình bạn khỏe hay không là ở bạn. Vậy thì bạn hãy học cách ăn, uống, học cách chế biến thực phẩm, chọn thực phẩm làm sao cho đúng để bạn thay đổi sức khỏe cho chính gia đình bạn và người thân của bạn. Vạn bệnh vào từ miệng. Và không có một cái bệnh viện nào tốt bằng căn bếp nhà bạn. Không có một người bác sĩ nào tốt bằng chính bạn. Và không có một loại thuốc nào tốt bằng chính các bữa ăn của bạn. Hãy biết cách yêu thương bản thân mình đúng cách. Khi mà mình khỏe rồi, mình đẹp rồi, mình đủ tự tin rồi thì mình sẽ thành công hơn trong cuộc sống, trong công việc, hạnh phúc thực sự. Thì đấy là cái thông điệp mà mình muốn gửi đến tất cả bà mẹ bỉm sữa. Cảm ơn các bạn đã nghe Hiền chia sẻ.